Ui, đó luôn. Úi giời, đó luôn. Úi giời, còn cái dép. Đúng rô to nó chạy khỏe thật. Tùy cứ vù vù. Ác chiến không? Mãi to thế. Ui giời, giếc cụ. Kinh thật ý. Giếc nó sao lại. Bây giờ lắm cái giếc to thế nhỉ. Mình ngạc nhiên luôn ý. Toàn loại giếc này thì thôi rồi. Kiểu giếc lâu năm lắm rồi. Rô phi. Con này bé. Thôi. Ôi. Con này khớ này. Úi giời, lại bàn tay rồi. Lo loam. Úi giời ơi. Úi giời, chịu. Kinh. To này còn đỏ nữa chứ, nhìn thích. Ui không vừa lỗ rồi. Ui giời, mãi vẫn được. Em này bé thôi. Úi giời. Làm em sụp cụ cho nó rực rỡ nào. Úi rô phi lại đỏ lòm. Cứ bàn tay thế này. Ui lươn nhỉ. Ôi lươn bé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đoàn Tuyển TV nhá. Hôm nay mình review kênh mương bé tí này. Cũng hy vọng là kiếm được nhiều cá đồng làm video cho mọi người xem. Rô phi to không? To đúng bàn tay. Mọi người xem nhớ like video và đăng ký kênh nhá. Ui, lại bàn tay nữa. Cứ phải bàn tay em mới bắt. Bé hơn em không bắt. Úi giời, úi giời. Úi giời. Cứ gọi là rực rỡ. Làm đôi rô phi to tổ bố. Úi giời. Cứ phải mở lắp thùng ra mới rút được. Ai xa. Lặng. Ô lại bàn tay nữa ấy sợ. Giờ em cứ gọi là bàn tay cho nó sướng. Rô bé. Rô bé. Cho em lớn. Em này bé. Thôi. Cá nhiều quá. Bắt mó hết cá tay. Ui rồi, một đàn
À, cá mại này ngon không? Ôi giời, cá mại ui đây bàn tay đây chứ đâu, em kia bé em này mới là bàn tay đây, đỏ lòm. Úi giời, rô phi gì mà rô ác chiến thế này. Úi giời, lại phải tháo thùng. Ôi rắn nước. Toàn rô cũ rô kỵ thôi. Có bàn tay không? Em thấy đồ đó. À, cũng bàn tay nốt. Ủa lặng thế. Ôi giời ơi, đỏ lòm. Mới có 6 7 con mà đầy thùng rồi. Nặng lắm à. Ôi em này bé. Lại tưởng bàn tay nữa. Ui, rồi giết đấy. Ô chép con này. Chép con thôi không bắt. Để cho em lớn. Bàn tay không? Ừ. Bàn tay đấy. Trông trắng trắng rồi nhưng mà bàn tay đấy. Ui, nắm cái mại không à. Trắng phong. Trông trắng trắng này thôi nhưng mà bàn tay đấy. Đầy rồi. Đầy thùng hết rồi. Ui cá giếc à. Ui cá mại to này. Giếc sao lại béo tròn này nhỉ? Hay là giống mới à? Hả? Tròn xoe. Mại. Làm em nào to to nữa thế nào. Ui, rất nắm cá mại nhé. Này. Đeo lặng quá không thì em bắt ngay. Ui rồi, nó là một ổ luôn. Mấy em này còn to hơn em vừa nãy. Bây giờ à. Tự nhiên trắng phau. Làm phát 4 em to đùng chưa. 2 em. Đây 2 em nữa.
Úi giời, lại bàn tay rồi. Đấy. Ok, đừng chìm. Chìm là em xuống mò nhọc á. Không xuống mò đâu. Tầm giờ cá nhiều mỏi tay rồi. Úi giời, tròn vo. Úi giời, à, con này đỏ nhưng mà không to lắm. Thôi em chả bắt, à thôi cứ bắt đi. Cho mọi người xem thành quả vừa đi về đây. Đầy đúng một thau. Úi giời. Đầy tràn luôn. Đúng không, bị sau. Chỗ này phải mười mấy cân. 13, 14 cân, toàn du phi to. Con này đúng bằng cái dép. Ác không, trứng du phi.